Thị trường kết thúc một cái tuần giao dịch rất là ảm đạm và để lại rất là nhiều các cái dấu vết cho một cái tuần biến động lớn vào tuần sau. Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official. Như vậy chúng ta vừa trải qua một cái tuần giao dịch phải nói là rất dài, với một cái sự chán nản và cái sự ảm đạm rất là lớn với nhiều các cái nhóm cổ phiếu và thị trường. Vậy thì với một cái sự chán nản và vận động như vậy, liệu thị trường nó có còn ảm đạm trong tuần sau nữa hay là không? Và lý do vì sao tuần sau sẽ là một cái tuần biến động rất là lớn của thị trường, thì trong cái video ngày hôm nay, ở tập video số đặc biệt cuối tuần, thì em sẽ phân tích với anh chị rất là kỹ các cái biến động của thị trường để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn, phải cần làm gì và các cái điểm chú ý trong tuần sau để giúp anh chị có một cái tuần giao dịch tốt nhất anh chị ha. Ok, thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official. Thì em là Nguyên Đạt, rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay. Trong tuần qua phải nói là một cái tuần giao dịch cực kỳ chán nản. Và cái thanh khoản của thị trường anh chị thấy là nó rơi về cái mức tức là ngang bằng với cái mức mà giai đoạn tầm khoảng là rơi về thị trường Dow Jones vào những giai đoạn tầm khoảng 2022 như này anh chị, là thị trường nó rơi vào một cái vùng thanh khoản nó cực kỳ chán nản. Và có những cái phiên giao dịch anh chị, thị trường ngày hôm nay và ngày hôm qua anh chị, nó giao dịch tầm khoảng là 10 đến 11 ngàn tỷ thôi. Nhiều anh chị nói vui là thị trường rơi về cái vùng thanh khoản đầu đá rồi. Rất là lâu rồi chúng ta mới thấy một cái tuần thị trường nó giao dịch chán nản như hiện tại. Vậy thì khi mà thị trường nó giao dịch ảm đạm như vậy, chúng ta sẽ cần lưu ý những cái điểm gì? Và em đánh giá với anh chị trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua và ngày hôm nay á, thị trường cho chúng ta nó rất là nhiều điều. Và chúng ta sẽ bóc tách kỹ một số yếu tố cái điểm đó trong cái video ngày hôm nay ha. Rồi trước khi mà chị bắt đầu video thì có thể bỏ ra vài giây nhấn cho em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, subscribe kênh nếu chị chưa đăng ký. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Rồi trước khi mà chúng ta bắt đầu video, như thường lệ thì muốn làm một cái bài khảo sát với những chị nhà đầu tư về cái tâm lý hiện tại chị nhà đầu tư là như thế nào. Chúng ta phải đồng ý một cái điều là hiện tại thị trường đang rất là chán nản. Và em cũng đang hơi chán một chút xíu anh chị. Tức là mặc dù vẫn theo dõi thị trường nó rất là sát sao và theo dõi các cái biến động của thị trường nó rất là kỹ, nhưng nhìn chung thị trường trong tuần qua phải nói là nó cực kỳ chán, khi mà thanh khoản giao dịch của thị trường rất là thấp. Vậy thì với một cái vùng chán nản như hiện tại thì theo anh chị nhà đầu tư, thị trường hiện tại chán nản nó tạo ra rủi ro hay là tạo ra cơ hội? Nếu anh chị cho rằng cái vùng chán nản hiện tại của thị trường nó là rủi ro thì cho em cái số 1. Còn hiện tại cái vùng chán nản là cơ hội thì cho em cái số 2. Thì góc nhìn của anh chị là như thế nào? Cho 3 giây để anh chị bình luận. 3, 2, 1. Ok, anh chị bình luận anh chị ha. Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu cái video ngày hôm nay. Rồi, video ngày hôm nay thì em sẽ có hai phần. Phần đầu tiên thì em sẽ nhận xét qua nhanh một chút các cái vận động của thị trường trong tuần qua. Phần thứ hai là em sẽ đánh giá với anh chị trong tuần qua thị trường và các cái nhấn mạnh đó, nó vận động và nó để lại cho chúng ta cái điều gì. Nghĩa là thị trường nó rung lắc và thị trường nó điều chỉnh rồi. Thì chúng ta nhận thấy là thị trường nó điều chỉnh thì không nói gì, nhưng mà qua những cái phiên điều chỉnh và qua những cái phiên rung lắc của thị trường á, thị trường nó có những cái dấu hiệu nào hay không. Và cái phần thứ ba thì em sẽ phân tích với anh chị vì sao là cái phiên vì sao trong tuần sau thị trường nó sẽ có những cái biến động rất là lớn. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ nhìn qua về một số các cái nhóm ngành và một số các cái cổ phiếu. Ok anh chị ha. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cái video ngày hôm nay. Rồi, thị trường ngày hôm nay như thế nào? Thị trường ngày hôm nay đóng cửa cái mức giảm gần 5 điểm và đóng cửa cái mức là 1.251,71 với một cái mức thanh khoản cực kỳ thấp là hơn 11.000 tỷ. Đầu ròng thị trường thì có 163 mã tăng và 210 mã giảm. Trong rổ VN30 thì có 10 mã tăng và 18 mã giảm. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay. Thì em thấy là thị trường ngày hôm nay thì vận động nó lên sình thôi chứ nó không có biến động quá nhiều. Buổi sáng là thị trường nó có những cái mức giảm điểm, nhưng mà nếu anh chị nào để ý kỹ á, là trong cái đà giảm điểm của các cái mã cổ phiếu trong ngày hôm nay á, đa phần đến từ những cái cổ phiếu trụ là chính. Anh chị nhớ là buổi sáng ngày hôm nay á, là thị trường nó có cái nhịp giảm này. Thì em nhìn toàn thị trường á, thì em thấy là chỉ có thằng gas nó giảm à. Tức là cái tác động mà thị trường nó giảm mạnh nhất ngày hôm nay thì em thấy là đa phần là do thằng gas. Còn buổi chiều là thị trường nó rung lắc á, là do những cái mã cổ phiếu như Vinamilk. Đó, khi mà thị trường những cái mặt cổ phiếu như Vinamilk buổi chiều thì nó có những cái mức lắng xuống. Tức là thị trường ngày hôm nay chỉ nhìn về cái mặt giảm điểm á, và tác động đến thị trường á, thì do Vinamilk và gas là chính. Ví dụ như cái nhịp rung lắc ở đầu buổi sáng á, là do thằng gas. Và tầm khoảng buổi chiều á, là do những cái mã cổ phiếu như Vinamilk. Còn các cái mã cổ phiếu còn lại thì em thấy là ngày hôm nay nó không có biến động gì quá lớn, thậm chí là có nhiều một vài những cái mã cổ phiếu nó còn tăng. Ví dụ như bón sản có những cái mã cổ phiếu như đất xanh này, BDR hoặc là DG nó cũng có những cái mức phục hồi, hoặc là các cái mã cổ phiếu dòng chứng như là FCS, CTS hoặc là HCM cũng có những cái mức tăng điểm. Nghĩa là các cái nhóm ngành trong ngày hôm nay á, nó không biến động nhiều, mặc dù thị trường nó có những cái mức giảm điểm. Nên là về cái mặt vận động và cái mức độ rung lắc của thị trường ngày hôm nay thì em thấy là mức độ rung lắc bình thường và nó biến động chủ yếu là do một số những cái mã cổ phiếu trụ trong rổ VN30 là chính. Đó thì đó là về cái mặt điều chỉnh và rung lắc của thị trường. Rồi vậy thì với cái vận động của thị trường ngày hôm nay thì nó có cái vấn đề gì hay không? Thì em đánh giá với anh chị trong tầm khoảng 3 phiên gần nhất thị trường nó chưa có một cái vấn đề gì quá lớn gọi là nó tạo ra một cái điểm gì mới về cái mặt vận động. Tức là cái nói vẫn chỉ là khi mà thị trường nó rơi về cái mốc để nó lắp lại cái vùng gáp là quanh cái vùng là 1252 thì thị trường nó cũng đã có những cái mức phục hồi rút chân. Thì em thấy là trong vòng 3 phiên gần nhất thì thị trường nó không có biến động gì quá lớn. Đó là về cái phiên ngày hôm nay. Tức là nhiều anh chị nói là nhận xét về cái phiên ngày hôm nay thì em đánh giá là thị trường ngày hôm nay cái bản chất của thị trường nó cũng giống như cây này hoặc là cây này và cây này thôi, mà nó chưa có những cái biến động gì quá lớn về cái mặt tổng thể chung. Đó thì đó là về mặt vận động thị trường. Rồi tiếp theo chúng ta xin nhìn qua một chút về cái góc nhìn rộng của thị trường một chút xíu để chúng ta đánh giá được là thị trường hiện tại nó đang ở trong một cái vận động như thế nào. Đầu tiên anh chị lưu ý giúp em là thị trường nó rơi vào một cái nhịp giảm rất là mạnh, với có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó rơi từ 20 đến 30% ở cái nhịp giảm tầm khoảng đầu đến giữa tháng 7, rất là nhiều những cái cổ phiếu nó rơi. Thì khi mà thị trường nó có một cái nhịp rơi tầm khoảng 3 nhịp rơi và rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó giảm trung bình nha. Em thấy là rất là nhiều những cái cổ phiếu trong cái nhịp rồi nó giảm trung bình là tầm khoảng từ 20 đến 30% là trung bình. Có nhiều những cái mã cổ phiếu nó rơi lớn hơn, là nhiều những cái mã cổ phiếu nó giảm tầm khoảng 50 đến 70% là một số cái trường hợp gọi là. Thì khi mà thị trường nó trải qua một cái nhịp giảm và nó rơi lớn như vậy, nó xuất hiện một cái phiên bùng nổ theo đà thành công vào ngày 16 tháng 8, thì thị trường nó mở ra một cái xu hướng mới. Nhưng mà chị cũng phải đồng ý với một cái vấn đề là gì, là khi mà cái lượng kẹp hàng nó lớn thì trong cái quá trình thị trường nó đi lên thị trường nó phải hấp thụ những áp lực cung nó nhiều. Ví dụ những cái ông mà kẹp hàng phía trên là ông về bờ ông cũng bán, hoặc là những người ta bắt đáy bên dưới này, hoặc là người ta mua vào những cái phiên bùng nổ theo đà là khi mà thị trường nó chạm về những cái mốc kháng cự là 1280 đến cái vùng 1300 thì thị trường nó sẽ gặp những áp lực bán đó. Và thứ hai nữa là thị trường nó cũng không có một cái dòng dẫn dắt nào. Đây là một cái điểm anh chị phải đồng ý với em là trong cái nhịp rồi thị trường nó không có dòng dẫn. Rất là nhiều nơi và rất là nhiều người nói với anh chị là thị trường này nó đã tạo ra một cái dòng dẫn dắt, và nó có một cái dòng dẫn dắt nào thì em không có nêu tên ở đây, nhưng mà rất là nhiều anh chị nói là trong cái nhịp rồi có cái dòng nào đó nó dẫn dắt, nhưng mà nói với anh chị là không có một cái dòng dẫn dắt nào mà như cái nhịp rồi. Em đã phân tích với anh chị rất là kỹ, tức là thị trường chúng ta nó vừa trải qua một cái nhịp hồi thôi, và sau một cái phiên bùng nổ theo đà thị trường nó có một cái đà hồi, nhưng mà thị trường nó không có dòng dẫn. Mà không có dòng dẫn thì thị trường nó không tạo ra một uptrend được. Em ví dụ như trong cái nhịp như thế này, khi mà thị trường đi lên trong cái nhịp đầu tiên thì em nói với anh chị là trong cái nhịp đi lên đầu tiên có nhiều những cái cổ phiếu nó hồi anh chị, hồi rất là nhiều. Anh chị nhìn hết nó hồi không? Hồi. Hoặc là một số những cái mã cổ phiếu như HCM hồi, hoặc là những cái mã cổ phiếu như gì đất xanh này, bóng sản hồi này, thép hồi này, ngân hàng cũng hồi này, chứng khoán cũng hồi. Tức là trong một cái nhịp hồi đi lên đầu tiên đó chị, là thị trường nó có rất là nhiều cái dòng hồi, bởi vì nó là một cái nhịp đầu của thị trường. Nhưng mà cái bản chất của thị trường trong cái nhịp này nó chưa có một cái dòng dẫn dắt nào thì sao? Thì thị trường nó phải trải qua một cái quá trình tích lũy và một cái quá trình rung lắc. Thì lúc này khi mà thị trường đi lên với những cái mã cổ phiếu như HDBank và một số những cái mã cổ phiếu như ACB là leader, thì sau đó những cái mã cổ phiếu ngân hàng khác nó chạy theo, thì lúc đó thị trường nó xuất hiện một cái dòng dẫn dắt, đó là những cái mã cổ phiếu ngân hàng. Nghĩa là thị trường nó không xuất hiện dòng dẫn ở cái phiên FTD mà nó xuất hiện sau đó tầm khoảng 1 đến 2 tháng là bình thường. Lý do vì sao? Là lý do trong cái nhịp này thị trường nó chưa có dòng dẫn. Nó cũng giống như tương tự giai đoạn tầm khoảng 2021, đầu 2021 là một cái sóng banh chứng thép. Anh chị nghe đến 2021 là anh chị nhớ giai đoạn tầm khoảng banh chứng thép rồi. Thì cái giai đoạn mà banh chứng thép mạnh nhất nó không xuất hiện ở chỗ này, mà nó xuất hiện sau đó tầm khoảng là 1 đến 2 tháng sau cái quá trình mà thị trường đi lên, và nó có một cái nhịp tích lũy rất là dài ở trong cái nhịp, tức là trong cái nhịp ở phía sau. Thì giai đoạn vừa rồi thị trường nó cũng tương tự như vậy, nó có một cái nhịp đi lên, nó có một cái nhịp hồi rất là tốt và rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó cũng hồi được ok trong cái nhịp vừa rồi. Nhưng cái bản chất của thị trường là thị trường nó chưa tạo ra dòng dẫn, thì đó là một cái rủi ro rất là lớn cho trên thị trường. Em đố chị tìm được một cái sóng nào trên thị trường mà thị trường nó không có dòng dẫn dắt, mà thị trường nó có thể đi lên một cái cách an toàn và nó có thể đi lên trong trung hạn, nó có thể đi lên 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng thì có. Nhưng mà để mà thị trường đi lên trong một cái giai đoạn vài tháng và anh chị có thể kiếm được tầm khoảng từ 20 đến 30% lợi nhuận, hoặc là có thể nhân đôi tài khoản mà không có một cái dòng dẫn dắt nào, thì đố anh chị có thể kiếm tiền được trên cái thị trường này. Đó thì đó là một cái điều mà anh chị phải đồng ý với em là trong cái nhịp rồi, thứ nhất là cái vùng kháng cự của thị trường nó rất lớn, lượng người kẹp hàng nhiều, lực bán nó nhiều, và thứ hai là thị trường nó không có một cái dòng dẫn dắt nào hết, thì đó là một cái điểm dở của thị trường trong cái nhịp vừa qua. Thì cái quá trình đó thì nó làm cho thị trường gì, nó có một cái nhịp điều chỉnh như hiện tại. Và là một cái nhịp điều chỉnh cần thiết của thị trường. Với góc nhìn của em nha, thì trên thị trường bên trên này em nói chị bán rất là nhiều những cái cổ phiếu. Anh chị nào theo dõi những cái video của em, anh chị biết, và em cũng nói với anh chị là thị trường nó nên rủ. Tức là em đánh giá với anh chị là cái nhịp điều chỉnh của thị trường này là một cái nhịp điều chỉnh cần thiết. Để làm gì? Để các cái mã cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt nó có thể set up và nó tích lũy trở lại. Em ví dụ như trong cái nhịp đi lên này, cái giai đoạn đầu những cái mã cổ phiếu như ACB này, nó cũng hồi rất là tốt. Nhưng mà khi mà những cái mã cổ phiếu này nó chạm về những cái vùng kháng cự phía trên và thị trường nó rơi vào một cái trường hợp sideways, thì những cái mã cổ phiếu này cũng có những cái mức rũ bỏ và tích lũy trở lại. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó sẽ có cái vùng tích lũy như thế này, sau một cái quá trình nó chạm về những cái vùng kháng cự và nó diễn ra một cái nhịp điều chỉnh và một cái nhịp rung lắc. hoặc là những cái mã cổ phiếu như HDBank trong cái nhịp đầu tiên khi mà thị trường nó xuất hiện một cái phiên bùng nổ theo đà, nó xuất hiện một cái phiên bùng nổ theo đà đi lên thì những cái mã cổ phiếu này cũng hồi, chứ không phải là đứng yên. Nhưng mà khi mà thị trường nó chạm vào những cái vùng kháng cầu và thị trường nó tích lũy và nó tạo ra một cái vùng sideways thì đó là cơ hội để các cái mã cổ phiếu nó có khả năng dập dắt và có khả năng bùng nổ thì nó tích lũy trong một giai đoạn. Thì khi mà thị trường nó xuất hiện và nó có dòng dẫn thì cái mã cổ phiếu này sẽ leader để dẫn dắt thị trường đi lên và dẫn dắt những cái mã cổ phiếu ngân hàng đi lên. Thì giai đoạn vừa rồi thì nó vẫn chỉ là giai đoạn rồi, cũng là một cái giai đoạn thị trường nó làm cái điều đó, nghĩa là khi mà thị trường nó chạm về những cái vùng kháng cầu và các cái mã cổ phiếu nó gặp áp lực rung lắc cực kỳ lớn thì thị trường nó phải trải qua cái quá trình rung lắc và trải qua cái quá trình điều chỉnh như hiện tại. Đó là cái quá trình mà thị trường nó set up và để cho những cái cổ phiếu leader và những cái mã cổ phiếu dòng dẫn nó hình thành và nó tích lũy. Anh chị lưu ý là những cái mã cổ phiếu mà anh chị hiện tại anh chị thấy nó gớm gớm nha, chưa chắc là nó yếu đâu. Em có nói vui với nhiều anh chị nhà đầu tư là anh chị cứ chê những cái mã cổ phiếu hiện tại nó chậm và anh chị cứ chê những cái mã cổ phiếu hiện tại nó yếu nha. Em lấy với anh chị một trường hợp, anh chị nhìn Techcombank này, anh chị nhìn trước khi mà nó đi lên đây này, ví dụ như cái giai đoạn là cái mã cổ phiếu đi lên này. Anh chị nhìn trước khi mà nó đi lên đây này, em bật cho anh chị nhìn này, đây này. Đó, cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó đi lên này. Nhưng mà chị che cái phần phía sau này đây. Này, anh chị nhìn cái quá trình trước đó của nó này. Nó có mạnh không? Không. Nó không có mạnh. Thấy chưa? Hoặc là những cái mã cổ phiếu như thằng CTG này. Anh chị nhìn trước khi mà nó đi lên đó, nó vừa trải qua một cái nhịp rơi cực kỳ mạnh này. Rồi nó lên, nó đi ngang cả tháng lên phía trên. Anh chị những mã nó không. Nhưng một khi mà nó có sóng này là anh chị nhìn nó xuất phát này. Thì giai đoạn này là giai đoạn rất là nhiều những cái mã cổ phiếu đang rất là ảm đạm, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu đang rất là chán nản. Đúng, đồng ý với những chị nhà đầu tư là thị trường nó đang rơi vào một cái trường hợp như vậy. Nhưng nó là một cái quá trình bình thường và nó là cái bản chất của một cái vùng sideways. Một cái vùng sideways và một cái nhịp điều chỉnh này làm sao để dòng tiền nó mạnh. Anh chị hồi nãy, tức là rất nhiều chị nhau tôi hỏi với em này, em ơi sao hiện tại là thị trường nó yếu vậy em? Em ơi sao hiện tại là thị trường nó ghê gớm và nó không có cho lợi nhuận em, là bởi vì anh chị không biết là thị trường nó đang ở đâu. Em ví dụ như trên cái vùng này này, em có nói với chị nhà đầu tư kiểu thị trường nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh và kiểu như thị trường nó cũng sẽ có một cái nhịp rung lắc. Thì khi mà thị trường nó có biến động em không có bị bất ngờ và em cũng không có cảm giác lúng túng với thị trường, bởi vì em chấp nhận cái điều đó và em thấy là thực thị trường vậy kiểu gì tụi mình sẽ có những cái mức rung lắc. Thì khi mà thị trường nó có những mức biến động thì như thế này là đúng quy trình. Anh chị hình dung không? Chứ không phải là một cái nhịp điều chỉnh mà anh chị phải nói là dòng tiền mạnh rồi dòng tiền tốt. Một cái nhịp điều chỉnh chỉ cần thị trường nó tích lũy và các cái mã cổ phiếu trên thị trường nó tích lũy, nó là một cái điểm cộng của thị trường. Và trong cái nhịp rồi thì em thấy là gì? Thị trường nó biến động với một cái volume không lớn và nó tạo ra một cái sự chán nản cực kỳ lớn với thị trường. Đó, nên là nhiều chị nhà đầu tư có đặt ra một cái câu hỏi là gì? Là thị trường nó chán nản như hiện tại là tốt hay là xấu em? Với cái góc độ về tâm lý và với cái bản chất của một cái nhịp tích lũy và một cái nhịp điều chỉnh vùng chán nản là tốt. Anh chị hãy lật lại trong quá khứ, anh chị theo dõi với một cái điểm là trong một cái vùng sideways và trong một cái vùng mà tích lũy nào của thị trường làm gì mà có những cái nhịp mà thị trường nó tạo ra những cái nhịp hưng phấn quá nhiều, nó rất là chán nản anh chị. Thị trường nó có thể đi ngang tầm khoảng cả tháng phía trên này, hoặc là trong những cái nhịp đi ngang mà thị trường nó xoay qua anh chị, nó có thể đi ngang vài tháng phía trên này. Và các cái mã cổ phiếu anh chị nắm giữ ví dụ như có những cái kèo nào ngon thì có thể lại được tầm khoảng là 10 đến 15%, em gọi là may ra nha. Nhưng mà em nói với anh chị, để mà đố anh chị tìm được những cái kèo nào mà trong cái nhịp rồi, tính từ cái phiên giao dịch ngày 22 đến 23 trong cái nhịp rồi mà anh chị tìm được những cái mã cổ phiếu mà cho anh chị lợi nhuận mà đều nha, tầm khoảng 10 đến 15% gần như là không có, bởi vì đó là cái bản chất dòng tiền của một cái vùng sideways. Đó thì nó vẫn chỉ rất là kỹ, nghĩa là thị trường nó đang rơi, chúng ta vào trong, tức là đang ở trong một cái nhịp rơi vào trong một cái nhịp điều chỉnh và trong một cái nhịp sideways để chuẩn bị, để cho các cái mã cổ phiếu nó chuẩn bị cho cái nhịp sắp tới. Đó, đó là cái ý em nói với anh chị rất là kỹ, để tránh nhiều anh chị nói là vì sao là thị trường nó lại có cái gì như vậy. Là thứ nhất là thị trường nó đang chạm về những cái vùng kháng cự, thứ hai là không có dòng dẫn, mà không có dòng dẫn thì cái nhịp điều chỉnh này là cần thiết. Anh chị hình dung không? Tức là nếu mà một thị trường mà nó đi lên nha, mà nó đang trong một cái trend mà nó có dòng dẫn thì cái nhịp điều chỉnh này là một cái nhịp nó có vấn đề. Anh chị phải lưu ý một cái trường hợp, một cái vấn đề như này là khi mà một thị trường nó tạo ra trend rồi đó, sau đó lúc mà những cái mã cổ phiếu nó bị bán tháo và thị trường nó có hiện tượng nó cưa chân vàng và nhiều những cái mã cổ phiếu, lúc đó những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó bắt đầu nó có những hiện tượng phân phối, thì cái đà phía sau này là nó có vấn đề. Hoặc là khi mà thị trường đi lên nó có một cái nhịp chạy nó rút của những cái mã cổ phiếu nhóm công nghệ, của những cái mã cổ phiếu nhóm ngân hàng và một vài những cái mã cổ phiếu penny, một số những cái mã cổ phiếu như LCG, DDV nó có nhịp này. Thì khi mà thị trường nó có những nhịp biến động thì cái này là có vấn đề. Anh chị hình dung không? Nghĩa là qua một cái nhịp biến động của thị trường và qua một cái nhịp chạy mạnh ở rất là nhiều những cái mã cổ phiếu thì cái quá trình này là cái quá trình là nó có vấn đề. Nhưng mà nói với chị là trong cái nhịp rồi là thị trường nó chưa đi lên và thị trường nó chưa có dòng dẫn và thị trường nó chưa tạo ra sóng, thì em đánh giá với anh chị cái nhịp điều chỉnh này nó là một cái nhịp điều chỉnh bình thường. Còn ví dụ như là một thị trường nó đi lên vài tháng nha, mà nó có cái khúc này là một thị trường nó rất là rủi ro. Đó thì em phân tích với anh chị là tức là cái vị trí của thị trường và cái thời điểm để đi lên của thị trường nó khác nhau. Ví dụ như có nhiều chị nhà tôi hỏi em ơi là vì sao trong cái nhịp này thị trường nó cũng cưa chân bạc Và vì sao trong cái nhịp này thị trường nó cũng có nhiều những cái mã cổ phiếu nó cứ giảm và nó ví dụ nó nổi lên nó xịt hoặc là nổi lên nó bùng nổ. Nhưng mà sao? Nhưng mà em không đánh giá là thị trường trong nhịp này là rủi ro, là bởi vì thị trường nó đã giảm ở trước đó rồi. Và thị trường nó hình thành một cái phiên bùng nổ theo đà để nó tạo ra một cái xu hướng mới rồi. Nên là cái vùng này á, nó sẽ khác so với cái vùng này. Cái vùng này á, là cái vùng trước đó rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó chạy 50 đến 100% và nó diễn ra cái quá trình phân phối rồi. Nhưng mà cái vùng này á, là cái vùng thị trường nó mới đi lên mà. Cái vị trí nó sẽ khác nhau. Đó, anh chị hình dung không? Đó, nên là phân tích của anh chị rất là kỹ như vậy. Là vì sao trong cái nhịp điều chỉnh này anh đánh giá là thị trường á, mặc dù nó vẫn có những cái dấu hiệu bất ổn và mặc dù nó có những cái dấu hiệu nó rất là rủi ro nhìn về cái mặt các cái nhấn mạnh, nhưng anh chị phải so sánh về cái mặt vị trí và so sánh về cái mặt là về cái target và cái mức độ biến động ở các cái mã cổ phiếu. Anh chị nhìn qua về các cái nhấn mạnh, anh chị thấy các cái mã cổ phiếu lên chưa có nhiều. Đó, nên em đánh giá với anh chị là cái nhịp điều chỉnh này là một cái nhịp điều chỉnh cần thiết. Đó, em nói với anh chị rất là kỹ như vậy, bởi vì có rất là nhiều anh chị khách hàng nha, ví dụ những anh chị nhà đầu tư mà đồng hành cùng với em lâu thì em không nói, nhưng mà có nhiều anh chị hỏi một cái câu hỏi rất là hay như thế này, là rất là nhiều các cái mã cổ phiếu và về cái mặt vận động nha, trong cái nhịp này á, nó giống y chang cái nhịp này, nó giống y chang. Nhiều anh chị cũng hay nhận ra, em thấy là cái đó là một cái điểm tốt. Tức là nhiều anh chị hỏi em trong cái nhịp biến động vừa qua rất là nhiều cái dấu hiệu giống như cái vùng này, hoặc là rất là nhiều các cái dấu hiệu á, nó giống như những cái vùng như thế này. Nhưng mà vì sao em lại không đánh giá là cái nhịp này nó là rủi ro? Anh chị hiểu này, cái vùng này nó xảy ra khi nào? Khi thị trường nó xuất phát từ chỗ này, nó xuất phát trong một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi, và rất là nhiều những cái mã cổ phiếu trong cái cụm này á, nó chạy 50 đến 100% rồi, chạy chứ không phải là ít. Hoặc là trong cái vùng này á, nó có phải là tự nhiên nó có cái chỗ này em vậy? Nó xuất phát trong một cái giai đoạn rất lâu và nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã chạy nhân 2 50% trong cái vùng này thì mới có cái chỗ này. Nhưng anh chị nói là trong cái nhịp vừa qua có cái mã cổ phiếu nào lên chưa? Chưa. Có cái mã cổ phiếu nào đã đi lên cho anh chị? Chưa. Thậm chí em nói với anh chị đi lên mà nhiều những cái mã cổ phiếu nó vẫn còn đang đi ngang, hoặc là nhiều anh chị nhà đầu tư mua ở cái phiên bùng nổ theo đà, nhiều anh chị còn đang lỗ, chứ đừng nói là đi lên. Nghĩa là cái vị trí hiện tại của thị trường là các cái mã cổ phiếu nó chưa cho được lợi nhuận và cái biên độ của các cái mã cổ phiếu nó lên chưa nhiều. Nên là đây là giai đoạn đầu, còn đây là giai đoạn cuối. Hình dung không? Đây là giai đoạn đầu, còn đây là giai đoạn cuối. Anh chị phải so sánh về cái mặt vị trí nó khác nhau. Đó, thì đây là một cái câu hỏi rất là hay em nhận được trong ngày hôm qua và ngày hôm nay ở rất là nhiều chị khách hàng. Tức là khi mà chị theo dõi những cái video của em về những cái dấu hiệu rủi ro của thị trường á, thì anh chị cũng thấy là cái vùng này giống như cái vùng này, nhưng mà vì sao em lại không đánh giá rủi ro? Là vì sao? Là bởi vì thị trường á, nó chỉ vừa mở đi lên và cái nhịp điều chỉnh này thì em thấy là volume của nó rất là thấp. Đã thì em nói rõ quan điểm của em như vậy. Rồi, ok, rồi đó là cái góc nhìn đầu tiên, nghĩa là thị trường nó vẫn đang trong một cái nhịp điều chỉnh và đây là một cái nhịp điều chỉnh cần thiết. Rồi cái góc nhìn thứ hai là cái nhịp điều chỉnh này nó tạo ra rủi ro hay là không? Bởi vì chỉnh á, nó cũng có chỉnh nhẹ và chỉnh mạnh, nó cũng có chỉnh tích cực và nó cũng có chỉnh tiêu cực. Thì đến giai đoạn hiện tại thì thị trường nó có rủi ro hay không? Thì với góc nhìn của em thì đến thị trường hiện tại, thị trường nó vẫn chưa cho những cái tín hiệu quá rủi ro. Thị trường nó vẫn đang điều chỉnh và cái volume của nó đang kiệt lại. Cái thứ hai là nó chưa gãy cái mốc là tầm khoảng là 1230. Nó chưa gãy cái mốc này thì em đánh giá với anh chị là cái nhịp điều chỉnh này là một cái nhịp điều chỉnh vẫn đang có những cái dấu hiệu nó chưa quá rủi ro với thị trường. Tích cực thì chắc chắn là không có rồi, bởi vì tích cực thì rất nhiều chị nhà đầu tư đang có lãi chứ không phải là đang đi ngang hoặc là đang hòa vốn đâu. Đó, nhưng mà gì? Nhưng mà về những cái dấu hiệu nó quá rủi ro thì với góc nhìn của em hiện tại là không. Ok anh chị ha. Rồi, đó là cái góc nhìn thứ hai là hiện tại là thị trường nó chưa có rủi ro. Thứ nhất là rất là nhiều những cái mã cổ phiếu trong cái nhịp rồi nó đã chỉnh rồi. Thứ hai là thị trường nó đang chỉnh với một cái volume rất là thấp. Và cái thứ ba là gì? Rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đang đổ bê tông. Ví dụ anh chị nhìn những cái mã cổ phiếu như Hoa Sen này, hoặc là những cái mã cổ phiếu như Hòa Phát này. Đây là những cái mã cổ phiếu dạng rất là yếu trên thị trường nha, nhưng mà nó vẫn đang đổ bê tông và nó hình thành một cái vùng sideways như thế này. Hoặc là một vài những cái mã cổ phiếu như DG, đây là một trong những cái mã cổ phiếu rất là yếu. Nó không phải là những cái cổ phiếu mạnh đâu. Đó, mặc dù dòng bóng sản một vài những cái mã cổ phiếu nó đang mạnh, nhưng mà DG nó cũng là một trong những cái mã cổ phiếu nó không có quá mạnh trong nhịp này. Nhưng mà khi mà nó rơi về những cái vùng hỗ trợ phía dưới, nó cũng đang có những cái quá trình cân bằng. Hoặc là một vài những cái mã cổ phiếu như VCG này. Đó, hoặc là gì? LCG này, hoặc là FCN thì đều là những cái mã cổ phiếu nó đang hình thành một cái vùng sideways ngắn hạn của nó không có biến động quá nhiều. Mặc dù là chị thấy là những cái mã cổ thị trường nó giảm rất là kinh, nhưng mà rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đang đổ bê tông. Ví dụ như là FCN cũng đang đổ bê tông này, FTS cũng đang đổ bê tông này, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đang đổ bê tông và đang hình thành một cái vùng sideways, nghĩa là thị trường nó vẫn đang hướng xuống đúng không? Nhưng mà rất là nhiều những cái mã cổ phiếu đang tích lũy như vậy. Thì đó là lý do vì Sam có nói với anh chị là cái vùng điều chỉnh hiện tại á, nó là vùng rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt, nó hình thành một cái vùng sideways ngắn hạn của nó. Ví dụ anh chị nhìn những cái mã cổ phiếu như HCM là nó vẫn đang đổ bê tông này, tức là nó chỉ đi ngang thôi. Thị trường nó chỉnh nhưng mà nhiều những cái mã cổ phiếu đang chỉ đi ngang. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như KDH này, anh chị thấy là thị trường nó chỉnh cắm cái đầu, nhưng mà những cái mã cổ phiếu nó vẫn đang đi ngang. Tức thứ nhất là những cái mã cổ phiếu top 1 nó vẫn đang tích lũy, và thứ hai là những cái mã cổ phiếu nó ở dưới nó vẫn đang xây và nó đổ bê tông một cái vùng đi ngang ở phía dưới. Ví dụ bóng sản cũng có, đầu tư công cũng có, dầu khí cũng có, thép cũng có. Ví dụ những cái mã cổ phiếu như BVS này vậy, là anh chị thấy là thị trường nó chỉnh nhưng mà nó vẫn đang đi ngang. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như BVD nó vẫn đang xây một cái vùng nó đổ bê tông phía dưới này. Đó, nên đánh giá với anh chị là hiện tại cái nhịp điều chỉnh hiện tại của thị trường nó chưa tạo ra một cái rủi ro quá lớn. Đó, đó là ý thứ hai, là thị trường nó tạo ra rủi ro hay là không. Rồi tiếp theo làm sĩ phân tích với anh chị rất là kỹ là vì sao trong tuần sau á, là thị trường nó sẽ cho những cái biến động rất là lớn, và anh chị hãy nghe thật kỹ những cái mà em sắp nói, bởi vì trong cái ngày hôm qua và ngày hôm nay á, thì em thấy là một số các cái tín hiệu của thị trường để báo hiệu chúng ta là thị trường tuần sau nó sẽ có những cái biến động rất là lớn. Rồi em sẽ phân tích với anh chị rất là kỹ như hiện tại. Rồi đầu tiên á, là anh chị hãy nhìn qua cái thế giới giúp em. Anh chị hãy nhìn qua cái thế giới là trong cái nhịp rồi á, là thị trường mình nó chỉnh theo thế giới. Cái này thì em nói ngoài lề, mặc dù á, là nhiều chị nói là nó không có liên quan cho lắm, vì sao đánh thị trường Việt Nam nhưng mà nhìn lên thị trường, nhưng mà nói với chị là trong cái nhịp rồi nha, thị trường mình nó có cái cây, này á, nó cũng do thằng thế giới, tức là nó có cái phiên bùng nổ theo đà nó cũng do thằng thế giới, mà nó chỉnh cái nhịp này á, nó cũng theo thằng thế giới. Nên là gì? Nên là cái liên thị trường hiện tại nó tác động rất là lớn trên thị trường. Thì anh chị nhìn các cái liên thị trường này, là liên thị trường á, trong cái nhịp điều chỉnh hiện tại á, nó đã tạo đáy và đã đi lên rồi. Ví dụ Nasdaq đã tạo đáy đi lên rồi, S&P 500 nó đã tạo đáy đi lên rồi, Dow Jones nó cũng đã tạo đáy và nó đã đi lên rồi. Nghĩa là ba cái chỉ số liên thị trường và nó rất là quan trọng đến cái thị trường Việt Nam thì nó đã tạo đáy và đi lên. Thì cái giai đoạn hiện tại á, là cái giai đoạn thị trường á, thường mình thị trường nó sẽ đi sâu. Thì anh chị hạ đặt một cái hỏi này, là hiện tại này là thế giới đã đi lên này, đi lên nha. Thì cái vùng hiện tại á, là cái vùng nó sẽ rất là biến động với thị trường, bởi vì khi mà thị trường á, mà nó tức là khi mà liên thị trường á, nó có những cái mức tăng mạnh như vậy á, thì thường mình sẽ đi sau đó tầm khoảng một tuần hoặc là 1 đến 2 phiên. Thì trong cái vùng này thì mình là chỉ có hai hướng thôi, một là gì? Một là sẽ có những cái phiên bùng nổ đi lên, hai là nó sẽ có những cái phiên bùng nổ đi xuống. Cái biến động mạnh ở đây là gì? Là những cái phiên nó tạo ra cái sự xác nhận, nghĩa là một á, là cái vùng này giống như là một cái nhịp bull trap gãy cái phiên FTD, hai là gì? Đây là một cái nhịp điều chỉnh thành công và có một cái nhịp xuất hiện để tạo ra một cái nhịp điều chỉnh thành công và thị trường nó có thể đi lên. Nên là trong tuần sau thì em đánh giá là khả năng cao nha, là nó sẽ có những cái phiên xác nhận. Anh chị luôn là cái biến động đây ở đây gọi là cái biến động lớn nha, không có tính những cái phiên mà thị trường nó dặn tăng giảm lắc nhắc. Khả năng cao trong tuần sau là thị trường nó sẽ có một cái phiên biến động lên hoặc là những cái phiên biến động xuống, gọi là những cái phiên biến động lớn. Lý do vì sao thì em nãy có nói với chị là thế giới mình nó đã đi trước, tức là thế giới nó đã đi trước mình, thì một tuần sau mình theo thế giới, mình tạo đấy mình có những cái phiên bùng nổ đi lên luôn. Đó, những cái phiên xác nhận bùng nổ đi lên như thế này là mình theo thế giới, theo thế giới. Còn hai là nếu mà thị trường mình nó yếu quá, nó sẽ có một cái phiên gì xác nhận đi xuống, giảm banh sát, giảm như thế này anh chị ha. Đó, ví dụ như trong tuần sau á, nếu mà nhẹ nếu mà mạnh á, thì sẽ có một cái phiên như thế này. Còn nếu mà yếu á, là gì? Cắm đầu đi xuống, một cái phiên cắm đầu đi xuống. Là thứ nhất là do cái liên thị trường. Và cái thứ hai á, là gì? Trong tuần sau Fed họp. Để em bật anh chị một xíu ha. Trong tuần sau thì Fed sẽ họp vào ngày, để em xem, vào ngày 18 và ngày 19, tức là vào tầm khoảng ngày thứ tư và ngày thứ năm tuần sau thì Fed sẽ họp. Thì khi mà Fed họp á, các cái liên thị trường em đánh giá là sẽ rất là biến động. Nó sẽ có những cái phiên cực kỳ hưng phấn hoặc là nó sẽ có những cái phiên rất là hoảng loạn. Thì thị trường mình á, với những cái phiên mà thị trường nó giao dịch mỏng như thế này á, thì thị trường khả năng cao nó sẽ có những cái biến động rất là lớn. Đó, đó là cái ý thứ hai là Fed sẽ họp. Rồi cái ý thứ ba là gì? Là hiện tại thị trường nó đang rơi về một cái vùng cực kỳ trọng yếu. Một cái vùng trọng yếu nó có nghĩa là gì? Một cái vùng trọng yếu thì em có nói với anh chị là khi mà thị trường nó đi lên, đúng không? Đây, ví dụ như khi mà thị trường nó đi lên, nó xuất hiện một cái phiên bùng nổ theo đà. Thì một cái vùng trọng yếu là gì? Là khi mà thị trường nó rơi về cái vùng đó, nó sẽ không có rơi quá sâu. Anh chị nhìn này, ví dụ như đây là cái phiên FTD, là cái điểm thấp nhất của cái phiên FTD này. Là anh chị thấy khi mà thị trường nó về là nó về quanh này. Hoặc là nó về, em ví dụ như trong cái nhịp này, nó có về quanh cái vùng này cũng được. Nhưng mà đừng có gãy cái mốc này với vùng lớn. Hoặc là trong những cái nhịp đi lên như thế này. Đó, là thị trường nó xuất hiện một cái phiên FTD. Anh chị thấy thị trường nó xuất hiện cái phiên FTD như thế nào? Thì anh thấy là trong cái dòng phía sau á, là thị trường nó không có gãy cái mốc này, nó luôn giữ trên cái mốc này. Thì hiện tại của thị trường á, nó cũng đang ở trong một cái vùng như vậy. Ví dụ như cái mốc điểm thấp nhất của thị trường này, nó đang là 1230. Là anh nhầm, cái điểm thấp nhất của cái phiên FTD là tầm khoảng 1230, mà hiện tại của thị trường á, nó đang là 1250 rồi. Thì chỉ cần một cái phiên bán tháo như thế này á, là gì? Gãy FTD. Nên cái vùng này á, là một cái vùng rất là nhạy cảm và cực kỳ quan trọng của thị trường, bởi vì chỉ cần một cái phiên biến động rất lớn, cái vùng này nó có thể xảy ra bán tháo bất cứ lúc nào. Nhưng mà chỉ cần một cái phiên kích hoạt đi lên thì cái vùng này nó vẫn được giữ và nó vẫn giữ được cái xuống cho thị trường. Nghĩa là em có nói với chị là cái vùng này nó là một cái vùng trọng yếu và một cái vùng thị trường nó sẽ xảy ra những cái biến động, mà cái biến động đó nó có thể quyết định được là gì? Là trong cái nhịp đi lên hiện tại, trong cái nhịp đi lên vừa qua của thị trường nó phải là một cái nhịp bull trap hay là không. Đó, anh chị ha, đã kết hợp ba yếu tố. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Là liên thị trường nó đã lên rồi. Thứ hai là gì? Là trong tuần sau Fed họp. Thứ ba là hiện tại là thị trường gap này nó lắp rồi này. Gap này lắp rồi này. Rồi gap này lắp rồi, tức là những cái gap mà thị trường nó mở ra, những cái gap yếu của thị trường nó đã lắp rồi. Thì vùng này là thị trường nó không nên có những cái phiên bán tháo nào nữa. Một là đi lên, hai là đi xuống luôn. Ok, đó thì đó là cái điểm phân tích với anh chị rất là kỹ. Thì trong tuần sau thị trường nó sẽ như thế nào? Đó thì em đánh giá với anh chị là nếu mà trong tuần sau đẹp nha, thị trường qua tuần này nó sẽ có một cái phiên rút chân lên như thế này và có những cái phiên bùng nổ. À, trong tuần sau thì đó là sự kịch bản đẹp nhất. Đó, còn nếu em nói với chị nha, nếu mà thị trường nó gãy là cái mốc tầm khoảng là 1230 á, thì anh chị bắt đầu là chị thu hơi vốn. Nếu mà thị trường nó có những cái mức bán tháo, bởi vì lúc đó là thị trường nó sẽ gãy cái mốc phiên FTD vào cái phiên dược ngày 16 tháng 8. Ok, đó thì em sẽ chia sẻ với anh chị rất là kỹ như vậy. Xin lỗi với anh chị là ngày hôm nay em hơi mệt anh chị ha, dạo này vấn đề sức khỏe nó hơi mệt đến vậy nên là nói nó hơi nhanh và nói nó cũng hơi vấp á, nên chị mong chị thông cảm á. Ok rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, đó là vấn đề về thị trường, nên là trong tuần sau á anh chị lưu ý thật là kỹ với em nghĩ là các cái biến động của thị trường á nó sẽ diễn ra tầm khoảng thứ tư và ngày thứ năm á, bởi vì thị trường ngày hôm nay nó test rồi. Em ví dụ anh chị một vài trường hợp này, ví dụ thị trường nó rơi xuống này, nó hồi nó test này, nó có thể đi lên trong tuần sau luôn, hoặc là vì thị trường nó rơi xuống là nó test lại này, hoặc là thị trường nó rơi xuống này vậy. Ví dụ thì chị nhìn thị trường nó rơi xuống này, anh chị thấy thị trường nó rơi xuống không? Sau đó nó test lại này. Thì anh chị thấy là trong những cái phiên rồi thị trường nó có những cây như thế này nó rơi xuống nó phục hồi này, nó rút chân nó hồi lên nó test lại này. Thì trong tuần sau nó thể có những cái phiên như thế này, nên là chị thật sự là gì, hãy chuẩn bị thật là kỹ giúp em trong tuần sau đó, bởi vì nếu mà thị trường nó có bùng nổ, ví dụ rơi xuống hồi lên không test lại, trong tuần sau nó rút chân và nó bùng nổ lên cái là thị trường nó có thể tạo ra một cái nhịp điều chỉnh xong luôn. Ok, đó là cái điểm anh chị lưu ý ha. Rồi, còn với thị trường tình hình thị trường hiện tại thì em đánh giá với anh chị là thị trường nó không có vấn đề gì quá lớn cho đến phiên giờ ngày hôm nay. Rồi ok, rồi đó là cái góc nhìn của thị trường mà anh chị cần chuẩn bị trong những sắp tới. Nghĩa là nếu mà trong tuần sau á, thị trường nó chỉ còn có một cái phiên rút chân trở lại và nó có một cái phiên xác nhận đi lên thôi, thì cái quá trình này điều chỉnh của thị trường nó sẽ thành công. Và thứ hai á, là cái xu hướng này nó vẫn được giữ. Còn nếu mà trong cái vùng này mà chỉ cần thị trường nó xuất hiện một cái phiên bán tháo, anh chị ha, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó giảm sàn và nó giảm 5-6% và nó gãy là cái mốc 1230 thì rút nghỉ. Ok, còn về tỷ trọng thì em đã nói với anh chị rồi. Ở trên vùng này thì em đã báo anh chị rất là nhiều các cái cổ phiếu rồi. Thì hiện tại vẫn cầm một cái tỷ trọng nó phù hợp, tầm khoảng từ 30 đến 50% cổ phiếu tùy vào anh chị nhà đầu tư. Rồi đợi đến thị trường nó điều chỉnh xong đúng không? Nó điều chỉnh xong, nó xuất hiện dòng dẫn á, thì anh chị có thể đánh all in trở lại vào trong cái nhịp phía sau. Hiện tại thì em vẫn giữ tỷ trọng là dưới 50% tài khoản thôi. Em vẫn luôn nói với anh chị là em đã bán trên này rồi. Đấy, hiện tại vẫn còn giữ một tỷ trọng nó phù hợp để khi mà thị trường nó xuất hiện dòng dẫn thì anh chị có thể tham gia. Nó all in vào full margin. Còn nếu chị muốn tham gia vào cái buổi tối ngày mai, một cái buổi training nội bộ ở trong room khách hàng của em á, thì trong buổi tối ngày mai thì em có chia sẻ với chị một cái buổi là cách đi vốn vào một cái dòng dẫn sóng trong những sắp tới, thì em sẽ đi vốn như nào thì chị có thể tham gia qua hai bạn trợ lý của em. Để sắp tới em sẽ chia sẻ với chị kỹ hơn. Rồi ok, rồi thì đó là cái góc nhìn của em ở trong cái phiên ngày hôm nay về cái vận động thị trường cũng như là một số các điểm đáng chú ý. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phân tích qua về một số các cái ngành cũng như là một số các cái cổ phiếu. Thì em sẽ phân tích với chị một số các cái những ngành nó rất là trọng yếu mà nó sẽ tác động rất là lớn trong tuần sau. Đó, thì em sẽ phân tích với chị một số các cái nhóm như sau ha. Đầu tiên á, là em sẽ phân tích với chị rất là kỹ với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng và dòng bóng sản. Đây là hai cái nhóm em muốn phân tích với chị đầu tiên, là bởi vì trong ngày hôm qua và trong ngày hôm nay á, em thấy một số các cái dấu hiệu rất là tích cực với hai những cái cổ phiếu này. Em chưa nói là những cái mặt cổ phiếu này là những cái mặt cổ phiếu nó có thể dẫn hay không nha anh chị. Lúc này nếu chị đã hay theo dõi những cái video hoặc là trong những cái giai đoạn của em á, em rất là hay phân tích nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành bóng sản ở trong cái giai đoạn nó nhạy cảm. Bởi vì sao? Bởi vì nhóm bóng sản và nhóm chứng khoán á, là những nhóm mà nó mang tính thị trường, nghĩa là thị trường nó có biến động lên á, là những hai cái nhóm này, ngành này á, kiểu như động tăng, hoặc là thị trường nó có biến động xuống á, thì hai cái nhóm này nó kiểu như động tăng. Thì trong hai cái phiên vừa qua đó thì em thấy là có một số điểm rất là tích cực với nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành bóng sản. Em ví dụ chỉ một vài trường hợp với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng ha. Ví dụ những cái mặt cổ phiếu như HCM, mặc dù ngày hôm nay nó không phải là một cái điểm nổ quá tốt, nhưng mà nó báo hiệu cho chúng ta là gì, là cái dòng tiền ngày hôm nay nó có cái dấu hiệu gì, nó muốn tham gia với những cái cổ phiếu như HCM. Còn vận động chung với những cái cổ phiếu như HCM nó vẫn đang đi ngang. Và em nói với những chị nhà đầu tư, chỉ cần nha, thằng HCM nó xuất hiện một cái điểm nổ mà cái volume của nó tầm khoảng 20 đến 25 triệu cổ phiếu, thì thứ nhất là gì, HCM nó sẽ lít. Thứ hai thì thị trường này nó sẽ cực kỳ an toàn. Còn trong những cái phiên vừa rồi, đồng ý với anh chị là gì? Là trên thị trường nha, em vẫn chưa thấy những cái cổ phiếu top 1 nó bùng nổ. Ví dụ như CTG nó vẫn chưa bùng nổ. Ví dụ như là thằng HCM nó vẫn chưa có những cái dấu hiệu đi lên. Thì thị trường này nó chưa kết thúc điều chỉnh. Bởi vì chỉ cần mà thị trường nó kết thúc điều chỉnh một cái thôi, thì những cái con này nó phải là những con đi lên đầu tiên. Thì đồng ý là gì? Là thị trường nó vẫn chưa kết thúc điều chỉnh, nhưng mà những cái cổ phiếu này nó vẫn đang giữ có những cái vùng đi ngang rất là tốt. Và cái dòng tiền đang thấy làm nó đang ngồi vào với những cái mã cổ phiếu như HCM. Đây là một cái điểm cộng. Nó hoặc là đang ngồi vào với những cái mã cổ phiếu như FTS. Nó đang ngồi vào, tức là cái dòng tiền nó bắt đầu chú ý quay trở lại với những cái mã cổ phiếu dòng thị trường. Quý anh chị nhìn những cái mã cổ phiếu như FCN này, nó đi ngang này, nó rổ một phát này, nó quay về lại nền này, nó mồi dòng tiền này. Đó, thì với những cái firm như này á, thì nó sẽ rất là an toàn. Tức là em chưa nói những cái cổ phiếu này nó có thể đi lên hay không, nhưng mà với những cái firm mà nó như thế này á, nó sẽ an toàn. Mà dòng chứng khoán an toàn á, thì thị trường này nó sẽ ổn. Anh chị hiểu cái logic này của em nói không? Nghĩa là vì sao lại phân tích dòng chứng khoán nó kỹ, là bởi vì thứ nhất là dòng chứng khoán nó có cổ phiếu top 1 là HCM, thì hiện tại cái con này nó vẫn đang ổn, tức là nó vẫn đang ổn và nó có dòng tiền mồi vào là ok rồi. Cái thứ hai là những cái cổ phiếu còn lại thì em thấy là nó có những cái phương nó đã bắt đầu nó cân bằng, ví dụ FCS bắt đầu đang cân bằng xíu này, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như CTS bắt đầu cân bằng hưởng chút, hoặc là những cái mặt cổ phiếu SI cũng có những cái phiên rút chân bắt đầu cân bằng test lại đấy, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như thằng MB cũng có những cái phiên rút chân sau khi mà về những cái vùng hỗ trợ như thế này. Nghĩa là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán đang có lực cầu nó vào, mà dòng chứng khoán nó là dòng thị trường, thì em đánh giá với anh chị đây là một cái điểm cầu của thị trường. Nên là gì? Nên đánh giá với anh chị là trong tuần sau thì em đánh giá là cái hơi hướng và cái mặt tích cực của thị trường nó sẽ nhiều hơn khi mà vận động của những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó là như thế này. Bởi vì dòng chứng khoán nó là cái dòng thị trường anh chị. Em nói với anh chị là thị trường mà nó biến động, những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó xấu lắm, nó rất là kinh khủng. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì em thấy là với cái vận động của thị trường, với những cái cổ phiếu chứng khoán thì em nói rất là ổn. Tốt thì em chưa dám nói tốt nha, nhưng mà nó vẫn đang cân bằng, nó có những cái phiên test lại đấy, nó có những cái phiên rút chân, nhưng thì em chắc là được với những cái mã cổ phiếu dòng chứng. Ok, còn dòng chứng thì em nói với anh chị chỉ cần lưu ý một điểm thôi là thằng HCM. Em không nói với anh chị mua bán với những cái cổ phiếu này như thế nào, mua hay không là quyền của anh chị, nhưng HCM là một cái cổ phiếu nó rất là quan trọng nha. Thị trường này muốn lên á, HCM nó phải có một cái phiên bùng nổ tầm khoảng trên 20 triệu cổ phiếu. Thì em nói với anh chị là thị trường này anh chị chỉ có mà gọi là gì, mua túi mà điểm tiền thôi. Còn hiện tại thì vẫn chưa, nhưng đây là những cái dấu hiệu cũng ổn. Mặc dù điểm nổ nó không quá đẹp nhưng mà cái dòng tiền em đang chú ý trở lại, và các cái mã cổ phiếu hiện tại em thấy là cũng đang cân bằng, tức là có những cái phiên rút chân này, anh chị nhìn này. Nó rút chân này, nó rút chân này, tức là nó có những cái phiên test cung liên tục. Thì vùng này hiện tại đang là một cái vùng cân bằng ngắn với những cái cổ phiếu chứng khoán. Em nói với anh chị rất là kỹ như này như vậy. Hay là những cái mã cổ phiếu bán sản tương tự. Anh chị nhìn những cái mã cổ phiếu như DG nha. Đây là một cái cổ phiếu rất là yếu nha. DG không thể nói là đây là những cái cổ phiếu nó mạnh được, nhưng mà chị nhìn này, anh chị nhìn thật là kỹ nha. Là thị trường mình á, trong cái nhịp rồi á, nó đã rơi tính từ cái lúc mà thằng DG nó rơi á, thì trong cái nhịp vừa qua tầm khoảng là trong những cái phiên qua này, anh chị nhìn này, là nó luôn nó giữ giá đi ngang vùng giá 22, mặc dù đây là những cái cổ phiếu nó rất là yếu. Mà anh chị nhìn những cái phiên nó rút chân này, nó có những cái phiên tích cung rất đẹp. Nghĩa là những cái cổ phiếu yếu nhất của những ngành bán sản nó vẫn đang cân bằng đấy hết rồi. Em nói những cái cổ phiếu yếu nhất thôi nha. Hoặc là những cái mà cổ phiếu như thằng gì Nam Long này. Nam Long thì mà không nói. Đó, Nam Long thì giống như KDH, thì những cái cổ phiếu này mạnh thì không nói rồi, nó vẫn đang giữ giá. Anh chị nhìn này, nó rút chân này, nó rút chân, nghĩa là thị trường nó giảm, nhưng mà những cái con này đang đổ bê tông nữa vậy. Nó không có giảm, anh chị nhầm Nam Long với là kháng điều nó không có giảm luôn. Đó thì nó cũng là một cái điểm cộng. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như thằng SCR này, SCR. Anh chị đợi một chút ha. Tiếp tục anh chị ha, hồi nãy em đang bị lỗi rồi, ok. Chúng ta tiếp tục này đang nói dở với những cái cổ phiếu bất động sản, tức là hồi nãy em đang nói dở là những cái cổ phiếu mà nó dạng yếu của những ngành bất động sản á, ví dụ như là những cái mã cổ phiếu như thằng DG, những cái mã cổ phiếu đang lên sàn ở dưới, hoặc là những cái mã cổ phiếu nó có những cái thông tin xấu, ví dụ Novaland. Đó, thì anh chị thấy là sau những cái thông tin xấu, nó có những nhịp bán, hiện tại nó cũng đang có những cái nhịp rút chân trở lại. Đó, và ngày hôm nay thì nó có một vài những cái mã cổ phiếu như Phát Đạt này. Đó, nó có những cái dấu hiệu rút chân này, hai phiên rút chân này, rút chân, hoặc là những cái mã cổ phiếu như Đất Xanh này. Đó, nó cũng có những cái phiên rút chân, rút chân và phục hồi rất là tốt. Thì đây là một cái điểm cộng với những cái mã cổ phiếu bất động sản. Ví dụ như là những cái mã cổ phiếu nó tăng mạnh và nó có một nhịp đi lên tốt, như là Đất Xanh này, như là BDR này, nó cũng có những cái phiên phục hồi tốt trong những cái phiên vừa qua. Hoặc là những cái mã cổ phiếu nó đang đi ngang mà nó đổ bê tông, ví dụ như KDH này và Nam Long, nó cũng có những cái vùng đi ngang, nghĩa là thị trường giảm nhưng mà gì, nhưng cái cổ phiếu này nó vẫn giữ giá. Thì nó thiện là gì, là cái lực cầu nó vẫn đang đỡ dưới với những cái cổ phiếu này, anh chị hình dung không? Đó thì đó là những ngành bất động sản. Thì em đánh giá với cái vận động của nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán thì nó đang báo hiệu cho chúng ta là gì, là hiện tại của thị trường nó chưa có những cái dấu hiệu rủi ro quá lớn. Anh chị hiểu ý em nói không? Nghĩa là cái vận động hiện tại của những mảng chứng khoán và những mảng bất động sản nó cho chúng ta cái điểm gì, là rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đang test, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó test trong những cái phiên vừa qua, nó liên tục rút chân và nó có những điểm test lại đấy, và nó đã hình thành những cái vùng cân bằng rồi. Thì khi mà những mảng bất động sản và những mảng chứng khoán nó hình thành một cái vùng cân bằng như vậy em chưa nói đến nha là những cái cổ phiếu nó có dẫn hay không nha, dẫn hay không thì mình tính sau. Nhưng thường dòng chứng khoán và dòng bất động sản mà nó ổn thì thị trường này thì em đánh giá là ổn. Bởi vì nó là cái dòng thị trường, tức là nó rất là nhạy với những cái biến động của thị trường. Thì với vận động như vậy thì nó chắc là thị trường này vẫn còn ok. Ok ha, đó là những ngành bất động sản. Rồi tiếp theo là chúng ta nhìn qua với những cái mặt cổ phiếu dòng banh. Bởi vì dòng banh nó cũng là một cái dòng lớn. Dòng banh thì chị chỉ cần lưu ý cho em là gì, thằng CTG. Bởi vì em nói với anh chị nha, là CTG hiện tại nó vẫn đang giữ giá đi ngang. Là thứ nhất là dòng banh nó vẫn ổn. Và thứ hai là thị trường này nó vẫn ổn. Vẫn đang cực kỳ ổn với chị. Anh chị ha, đó, và em nói với chị là với những cái vùng đi ngang mà nó có những điểm test như này mà nó có một cái cây bùng nổ nha, lượm tiền không biết khi nào nổ thôi vậy. Nhưng mà chỉ có một cái cây nổ hiện tại đang kiệt volume lắm rồi vậy, này hiện tại đang kiệt volume lắm rồi, tức là hiện tại đang tích lũy mà kiệt volume như này, chỉ còn dòng tiền vô là gì, là lượm tiền thôi. Và em nói với chị là nếu mà thằng CTG mà nó muốn vô sóng nha, phải có một cây nổ nữa. Còn hiện tại á, nó vẫn đang ở một cái tư thế gọi là chờ thời, gọi là đổ bê tông chờ thời. Nó giống như là những cái con như HCM như vậy, những cái con này nó vẫn đang đổ bê tông chờ thời, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như KDH á, nó vẫn đang đổ bê tông. Nam Long nó đổ bê tông nó chờ thời thôi. Đó, thì những cái con này phải chờ dòng tiền. Đó, nhưng mà em thấy là với một cái sự tích lũy kiệt vô như này á, thì vẫn ok. Thì nhóm này thì em đánh giá với anh chị là anh chị phải lưu ý thật là kỹ với thằng CTG. Lưu ý ở đây không phải là mua hay bán, mà nhìn cái vận động của cái cổ phiếu này. Anh chị hiểu không? Bởi vì cái vận động của thằng CTG á, nó sẽ tác động rất là lớn với dòng banh và cả thị trường chung nói chung. Ok, bởi vì cái thằng này á, nó đã có cái dòng tiền nó đặt cọc rồi. Dòng tiền này là cái dòng tiền tổ chức nó vô anh chị. Dòng tiền này dòng tiền tổ chức nó vô, tức là bởi vì nó đã có một cái nhịp swing nó đã rủ này. Dòng tiền này tổ chức vô này. Là cái nhịp này là một cái nhịp tích lũy lại này. Nhiều anh chị hay gọi là một cái nhịp gì, một cái nhịp LBS á, last point of supply á, một cái nhịp LBS sau một cái nhịp đi lên đầu tiên á, hiện tại đang chuẩn mà chỉ cần có một cái phiên kích hoạt nữa thôi thì nó sẽ chính thức vô sóng. Đó, nên là với thằng CTG thì anh chị lưu ý cho em. Và nếu mà thằng CTG nó nổ á thì nó sẽ lít. Thứ nhất là nó lít cho thị trường và thứ hai nó có thể là lít cho dòng banh luôn. Nên là dòng banh thì anh chị lưu kỹ với cổ phiếu này. Rồi với ACB này, đúng không? ACB thì vẫn đang về biên dưới. Vùng này cũng đang là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh rồi. Đó, nó đi ngang này anh chị. Đi ngang này, spring này đúng không? Quay về lại nền này, test về lại biên dưới này, kiệt volume test cung này, đúng không vậy? Thì cái vùng này gần như là gì? Rất là khó đi xuống nữa. Đúng vậy, ECB vẫn đang test rất là tốt. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như MB này, cân bằng đó anh chị. Này, rủ này test lại cân bằng này. STB cân bằng này, anh chị nó đang đổ bê tông không? Anh chị nhìn thật kỹ nha. Là thị trường nó đã đi xuống cả sải này. Nhưng mà những cái con này nó vẫn đang đổ bê tông này, tức là chỉ đi ngang thôi. Nghĩa là cái lực cầu nó vẫn đang đỡ dưới ở rất là nhiều những cái mặt cổ phiếu hiện tại. À, hoặc là VB này là chị nhìn thấy là thị trường nó giảm từ này, nhưng mà những cái mã cổ phiếu này sau khi nó giảm đúng không, từ cây này này đến hiện tại là cổ phiếu này đang đổ bê tông, tức là đang cân bằng đáy lại phía dưới, nó không có giảm nữa, thì đó là một cái điểm cộng, thấy không? Hoặc là những cái mã cổ phiếu như Techcombank này đã quay về lại biên dưới, nó giống như ECB, là quay về lại biên dưới, tức là đi ngang rũ gãy rũ quay về nền, quay về test lại biên dưới. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như BIDV đã test lại volume thấp thôi vậy nè, test về lại hỗ trợ dưới. À, hoặc là Vietcombank đã test về lại hỗ trợ dưới. Đó, có những cái phiên dòng tiền bắt đầu mồi vào đổi giá. Nên là với dòng banh thì em nói vẫn ok. Dòng banh em nói được anh chị ha, chưa có vấn đề gì đâu. Được, em thấy nó dòng banh chưa có vấn đề gì quá xấu. Còn tốt thì chắc chắn nó chưa tốt rồi. Và em nói với anh chị nếu mà dòng banh mà nó muốn lít nha, nó muốn vào sóng thì CTG nó phải đánh. Nên là con này nó rất là quan trọng. Nhóm banh nó thì có thằng CTG. Nhóm chứng khoán thì có thằng HCM. Đây là hai cái cổ phiếu nó rất là quan trọng với thị trường và với, tức là với thị trường và với những cái dòng của nó. À, chưa chắc em nói với gì nha, chưa chắc HCM và CTG khi vào sóng nó lãi nhiều nhất. Anh chị nghe thật là kỹ nha. Chưa chắc thằng CTG và thằng HCM khi vào sóng nó lãi nhiều nhất. Nhưng nếu thị trường này nó muốn vào sóng, nó phải có mặt hai con này. Anh chị hiểu ý không? Nó như này này. Nè, em ví dụ như cái nhịp này nha. Đó, thằng ACB là và thằng HDBank á, nó là những cái cổ phiếu đi lên đầu tiên và chắc chắn nó không phải là những cái cổ phiếu nó lãi nhiều nhất. Anh chị cũng phải đồng ý với em là trong cái nhịp đi lên này HDBank và ECB anh chị nắm giữ, anh chị lãi không nhiều, vẫn có lãi nhưng mà lãi không nhiều. Nhưng nếu mà dòng banh nó muốn vào sóng và thị trường nó muốn tạo được sóng thì những cái con này nó phải là những cái con đi lên đầu tiên. Anh chị hiểu ý này không? Đó, nghĩa là thị trường nó phải có sóng và những cái mặt cổ phiếu nó muốn vào sóng thì nó phải có những cái mặt con, những cái con đó. Còn những nó chỉ thì chạy nhiều hay là những cái con nào lãi hay lãi nhiều mình tính sau. Ý em là như vậy. Đó thì em đánh giá với anh chị là cho đến phiên ngày hôm nay dòng banh, dòng bất động sản và dòng chứng cực kỳ ổn. À, rất là ổn luôn vậy. Và những cái mặt cổ phiếu top 1 nó vẫn đang xây bê tông, nó vẫn đang giữ giá. Ví dụ như top 1 của dòng banh là CTG nó vẫn đổ bê tông. Đi ngang. Thì rung chỉnh gì kệ mày, tao vẫn đi ngang, tao giữ giá. À, hoặc là gì HCM, chưa nói đến là những cái cổ phiếu này tích cực nha. Nhưng vẫn đang đổ bê tông. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như KDH, anh chị nhìn thị trường nó chỉnh banh sát nhưng mà KDH nó đâu có chỉnh đâu. À, nó đổ đi ngang thì những cái cổ phiếu top 1 nó vẫn đang cực kỳ ok. Cái thứ hai là rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đang cân bằng đáy, ví dụ như FTS vẫn đang cân bằng này, đang hình thành những cái vùng cân bằng. Hoặc là ví dụ như DG, BDR, đất xanh đang bắt đầu cân bằng lại. Thì rất là nhiều những cái mã cổ phiếu đang cân bằng lại thì đây là một cái dấu hiệu tích cực cho thị trường. Bởi vì chủ là những cái dòng thị trường nha, nó rất là nhạy. Những cái dòng mà mang tính thị trường nó giống như là dòng chứng khoán hoặc là dòng bất động sản vậy, các cái biến động của thị trường nó rất là nhạy. Thì em thấy là trong ngày hôm qua và ngày hôm nay nhiều những cái mã cổ phiếu nó hồi như này là cực kỳ ổn. Rất là ok anh chị ha. Đây là đánh giá khách quan nha. Chứ không phải là gì hô lên hô xuống. Để em đánh giá cực kỳ khách quan. Thì em đánh giá với anh chị là tính đến cái phiên ngày hôm nay, em vẫn cho rằng cái nhịp điều chỉnh này hiện tại của thị trường là tích cực. Em vẫn cho rằng là tích cực. Thứ nhất là volume không lớn. Thứ hai là những cái cổ phiếu top 1 nó vẫn đang giữ giá. Thứ ba là đến hiện tại rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã test đáy và đã cân bằng rồi. Ok, còn kiếm được tiền thì chắc chắn là chưa, bởi vì mình chỉ kiếm được nhiều tiền khi mà thị trường nó vào sóng thôi. Nhưng mà gọi là cái nó có quá rủi ro mà chị phải cầm tiền chị đứng ngoài không á, thì góc nhìn của em là không. Ok, rồi ok, đó là về nhóm banh, chứng và bất động sản. Rồi phân tích thêm những cái nhóm mà nó đang đổ bê tông ở phía dưới đi ha. Rồi dòng dầu khí nhìn qua nhanh cho anh chị nè. Dòng dầu khí có những cái mã cổ phiếu ở kênh trên, ví dụ như BSR. BSR thì nó đang đi họp. Đó, nó đang đi họp. Đó. Nếu mà về mà gọi là thấp nhất thì em nghĩ là nếu mà khả năng cao thì nó về tầm khoảng là 22.5 là cục. Nếu mà có về 22.5 đến 23 đây là cái vùng cân bằng độ tốt với thằng BSR. Hiện tại nó vẫn đang đi biên thôi. Đó. Ok, hoặc là những cái mã cổ phiếu như BLX này. À, BLX hiện tại nó đã về biên dưới rồi. À, anh chị có nhớ em có nói với anh chị một cái câu á, khi mà thằng BLX nó cái nhịp này nó là một cái nhịp bull trap á, là nó sẽ về biên dưới không? Thì hiện tại nó đã về này, là đã về hỗ trợ rồi, tức là nó để giảm độ biên rồi. Hoặc là các cái mặt cổ phiếu như BVS là đang đổ bê tông này, BVD là đang đổ bê tông. Đổ bê tông có nghĩa là gì? Là nó sẽ đi một, đi hai biên, tức là đi biên trên về biên dưới, đi biên trên nó về biên dưới đi như này. Đó, hiện tại nó vẫn đang bám những cái vùng hỗ trợ này, thì em thấy vẫn ok. À, hoặc là BVC này, nó vẫn đang đi biên. Đó, dòng dầu khí là vẫn đang đi biên này. Rồi dòng mà thép đi ha, HBG này. Đó, đi biên này, Ho Sen này là đi biên này, Nam Kim này. Đó, là đi biên trên nó về biên dưới thôi. Đó, đi trên về dưới. Tức là nó chưa có những hiện tượng nó bán tháo. Còn em ví dụ nha, nếu mà trong cái nhịp sắp tới mà nó có những cái cây này ở những cái mà cổ phiếu đổ bê tông ở phía dưới nha, thì thị trường này nó sẽ có vấn đề. Tức là hiện tại nha, rất là nhiều những cái mà cổ phiếu nó đang đổ bê tông ở phía dưới như này. Thép này, đúng không? Thép này, dầu khí này, đầu tư công này, khu công nghiệp này, nó đang xây một cái vùng đi ngang này. Nhưng chỉ cần nha, nó xuất hiện một cái phiên bán tháo mà nó giảm như này là thị trường này nó sẽ có vấn đề nha anh chị. Lúc đó thị trường nó sẽ có vấn đề nha. Em đang nói đây là gì? Là trong cái nhịp rồi em thấy là nhiều những cái mã cổ phiếu nó vẫn đi trên về, đi bên trên về bên dưới, đi bên trên về bên dưới, nhưng mà chưa có những cây như thế này. Nó chưa có những cái cây này của những cái mã cổ phiếu như BDR. Anh chị thấy lúc đó những cái mã cổ phiếu, những cái mã cổ phiếu nó vẫn đổ bê tông phía dưới, nhưng chỉ cần có cái này là thị trường nó sẽ cực kỳ xấu. Đó, nên là chị lưu ý điểm đó cho em. Thì đến ngày hôm nay thì em thấy là dòng thép vẫn ổn này, dầu khí vẫn ổn này, đầu tư công vẫn ổn này, nhiều qua đầu tư công này, anh chị nhìn đổ bê tông này. Đó, nó đi ngang này, nó đổ trên hay đổ dưới là cũng là đổ. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như VCG đổ bê tông này, hoặc là HV là đổ bê tông này, không? CTD này đổ này, không? Tức là nó không có biến động quá lớn quanh những cái vùng này mà gọi là sàn. Thì em thấy là đây là một điểm cộng. FCN này, LCG này vẫn đang đổ bê tông. Đó, khu công nghiệp này, ví dụ như là gì BHR này đổ này, không? BHR là anh chị thấy nó say không? Nghĩa là nó quên luôn, nó cứ lình xình qua cái biên này. Hoặc là IDC này, IDC là đổ bê tông này, xây nền này. Hoặc là HCC này là đổ bê tông, xây nền. Rất là nhiều những cái con đang đổ bê tông ở dưới. Đó, nhưng mà hồi nãy em đang nói dở là gì? Là những cái mặt cổ phiếu đang đổ bê tông và nó đi biên ở dưới thì tuyệt đối nha, nó không nên có những cái phiên bán tháo mà sàn nó thủng những cái biên như thế này, nó sẽ rất là rủi ro cho thị trường. Thì lúc đó chỉ biết là gì? Là thị trường này nó sắp đi bồi quá. Còn hiện tại thì em thấy là những cái mặt cổ phiếu đang đổ bê tông ở dưới nó vẫn ok, thì em thấy là chưa có vấn đề gì. Rồi ok ha. Rồi đó là về nhóm khu công nghiệp, dệt may thì TNG đi lên rủ thôi, rủ cân bằng quanh về là test đỉnh thôi chị ha. Nếu mà thủng cái biên này á, em chia sẻ với anh chị luôn này, nếu mà những cái mặt cổ phiếu như TNG mà nó thủng cái biên này á thì sao? Thì nó sẽ về biên dưới, đi biên trên để về biên dưới, nó giống như BLX đó, nên lưu cổ cử con này. Còn những cái cổ phiếu như VGT thì vẫn đang đi biên thôi, xây nền ở dưới. Đó, tích lũy dưới anh chị ha, cái này gọi là tích lũy đáy. Em nói với anh chị thêm một nhiều chị hay không hiểu cái đổ bê tông gọi là đi ngang là gì, gọi là tích lũy đáy, nghĩa là những cái cổ phiếu nó sẽ đi ngang một cái vùng ở dưới đáy như này nè chị. Đó, hoặc là những cái mã cổ phiếu nó sẽ đi ngang những cái vùng này. Giai đoạn sắp tới nha, anh chị sẽ thấy rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó sẽ đi ngang như thế này. Nghĩa là sau một cái nhịp giảm đúng không? Nó sẽ tạo ra một cái vùng đi biên ở phía dưới. Thì hiện tại này, thép, khu công nghiệp hoặc là rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đi biên trên, nó tạo cái vùng tích lũy, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó sẽ dạng như này. Đó, gọi là đổ bê tông, gọi là tích lũy ở phía dưới, gọi là tích lũy đáy. Tức là tích lũy, tái tích lũy, tức là nó sẽ tích lũy ở trên cao, còn tích lũy đáy tức là sau một cái nhịp giảm nó sẽ đi ngang ở dưới. Thì hiện tại thì em thấy rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó vẫn đang đi biên như vậy được, thì nó vẫn ok. Rồi cảng biển đúng không? GMD thì nó vẫn đi biên trên, nó về biên dưới thôi, đi trên về dưới vẫn ok này. HAH thì vẫn đang xây này, nó vẫn đang tích lũy anh chị ha, tích lũy thôi. Đó, ok. Rồi nhóm bán lẻ đúng không? Những cái con này thì em không để ý nhiều, nói chung hiện tại thì em để ý một số những cái dòng cốt lõi thôi. Còn những cái ngành mà những cái nhóm ngành mà nó chung một firm á thì em sẽ đánh giá với anh chị nhanh. Bán lẻ thì FRT thì vẫn đang tích lũy này, chưa có vấn đề gì mới này. BNG sau cái cây này thì cái mã cổ phiếu nó sẽ mất thời gian để tích lũy lại, nên là nhóm bán lẻ thì hiện tại em vẫn chưa chú ý lại thôi. Nhiều rồi á, thì em có tham gia với thằng BNG và FRT, nhưng mà khi mà những cái cổ phiếu nó có những cái phiên này thì em bắt đầu em rút. Những cái mã cổ phiếu này bắt đầu những room khách hàng thì em ra rút. Đó, còn MLG thì em sẽ không tham gia, nhưng mà hiện tại thì em thấy là vẫn đang được. Đó, quay về test đỉnh anh chị ha, và giống như thằng TNG, và giống như thằng BLX thì chị lưu ý em, nếu mà thủng cái biên này á, nếu mà thủng hộp này á thì sẽ về biên dưới nha. Đó, giữ trên cái vùng này ok, nhưng mà nếu thủng cái vùng này thì sẽ về biên dưới. Anh chị nắm TNG và MDG thì lưu ý điểm đó. Rồi, ok, đó là một vài cổ phiếu ha. Thủy sản thì cũng chưa có gì mới này. Đó, vẫn đang đi họp thôi anh chị. Đó, những cái nhóm này thì những cái nhóm nào mà nó chưa có những điểm mới thì em sẽ không đánh giá lại. Tương tự giống những cái phiên vừa qua thôi. Ok, bây giờ tổng kết lại với anh chị một số các điểm này. Đó, chúng ta cùng tổng kết lại anh chị ha, để chúng ta đánh giá với anh chị trong tuần sau là như thế nào. Đó, ghi cho anh chị vài dòng anh chị ha, rồi ghi vài dòng. Rồi, ok. Hiện tại thì em đang hơi mệt nhưng mà cũng cố gắng làm cho mọi người một cái video. Được rồi, đầu tiên á là hiện tại là gì? Là thị trường chỉnh là điều cần thiết. Em lý do vì sao em lại nói với anh chị cái điều này bởi vì anh chị lúc này, nếu nha mà một cái vùng này á mà sau một cái nhịp đi lên mà dài á thì cái vùng này nó là rủi ro. Nhưng mà nếu mà cái nhịp này á nó là một cái nhịp đi lên mà thị trường nó gặp những áp lực cung, thị trường nó không có dòng dẫn, gọi là thị trường nó không đáng để đi lên á, thì cái nhịp điều chỉnh này là phải là còn. Anh chị hình dung, tức là cùng một cái vùng vận động và cùng một cái gọi là một cái vấn đề và một cái điểm yếu của thị trường, những cái điểm yếu của thị trường thì trên này em có phân tích với anh chị rồi, nhưng mà cái vị trí của thị trường nó khác nhau thì cái góc nhìn của mình nó khác nhau, nên là cái nhịp điều chỉnh của thị trường nó cần thiết. Rồi tiếp theo là gì? Cần thiết rồi thì nó có rủi ro hay không? Có rủi ro hay không? Rủi ro hay không? Thì em đánh giá với anh chị là gì? Là không quá rủi ro cục bộ, tức là không quá rủi ro cục bộ. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là gì? Là thanh khoản thấp. Đó. Thứ hai nhất là thanh khoản thấp. Anh chị hiểu đơn giản là thanh khoản thấp là tổ chức nó không phân phối được cho ai. Rồi cái thứ hai là gì? Cổ phiếu top 1. Cổ phiếu top 1 vẫn đang ok. Thứ ba là trong những phiên gần nhất nhiều cổ phiếu bắt đầu cân bằng. Đặc biệt chứng khoán bất động sản. Nhiều cổ phiếu bắt đầu cân bằng. Mà dòng chứng khoán bất động sản á, chưa nói đến nó có dẫn hay không nha, nó là những cái dòng nó rất là nhạy với thị trường. Anh chị nào đã đánh nhiều anh chị biết rồi, dòng chứng khoán và dòng bất động sản á, những cái biến động nhỏ của thị trường thôi, đây là những mình nó rất là nhạy nha anh chị. Đây nè, em nói với anh chị nha, khi mà thị trường á mà nó có vấn đề á, anh chị nhớ cái cây sàn này của những cái cổ phiếu DG, lúc này thị trường á nó rơi cho anh chị chưa đâu, lúc này thị trường nó chưa có rơi đâu, nhưng mà chị nhìn thằng DG và thằng BDR nó sàn trước này, thấy chưa, lúc này thị trường nó chưa có rơi đâu anh chị. Nhiều anh chị nói là sóng banh các kiểu, anh chị nhớ này không, nhưng mà chị nhìn thằng BDR nó rơi không, nghĩa là em nói cái này có nghĩa là gì, nghĩa là các cái biến động của thị trường mà cái biến động nó nhạy cảm á, thì những cái mã cổ phiếu bất động sản và những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó rất là nhạy, nó cực kỳ nhạy luôn. Thị trường nó chưa biến động nó đã biến động rồi, thì thế là gì, trong ngày hôm qua và ngày hôm nay á, thì những cái mã cổ phiếu chứng khoán bất động sản bắt đầu có những tín hiệu ok, thì nó sẽ không có quá rủi ro cho thị trường. Lên ngay hay không thì mình không biết, nhưng mà để gọi là rủi ro nó biến động gọi là nó tạo ra một cái rủi ro quá lớn cho thị trường thì với nhiều của em là không. Đó, tức là rủi ro hay không thì nó chắc là không có rủi ro cục bộ. Rồi, tiếp theo là gì? Tuần sau sẽ có biến động lớn. Lý do vì sao? Thứ nhất là gì? Liên thị trường đã tạo đáy và đi lên. Đó, một là mình đi theo, hai là mình đi ngược. Hai là gì? Hai là Fed họp. Ba là gì? Thị trường đã rơi về vùng trọng yếu. Tức là thị trường nó đã rơi về cái vùng trọng yếu là gì? Gap đã lắp rồi. Quay về test lại STD đã lắp rồi. Nghĩa là bây giờ mà gì mà hướng lên được á là gì, chân sóng, mà biến động là gì, nhạy đi về. Ok ha, tuần sau sẽ có biến động rất là lớn. Rồi, một số các yếu tố cốt lõi về các ngành đúng không, các ngành này, đầu tiên á là những cái cổ phiếu top 1 như là CTG này, như HCM này, như là KDH vẫn là những cái cổ phiếu theo dõi kỹ. Theo dõi kỹ tức là nó là những cái cổ phiếu nào mở neo thì hiện tại là những cái cổ phiếu này vẫn đang ổn. À, tức là em nói với anh chị là giao này á, khi mà chị theo dõi các nhóm ngành á, anh chị phải cô động lại những cái gì mà chị phải cần theo dõi. Ok ha. Rồi cái thứ hai là theo dõi những cổ phiếu đang đổ bê tông, nó có bị bán sàn hay không? Đó, hay không? Nếu đi biên về dưới thì vẫn ok. Vẫn ok. À, vẫn ok. Còn gì? Còn nếu mà sàn thủng đáy thì thị trường có thể tạo ra rủi ro. Ok, đó, thì đó là một số các cái cô động. Em cô động lại với những anh chị để anh chị nhìn, anh chị cô động được. Anh chị không cần phân tích gì nhiều đâu. Đó, tức là em phân tích với chị, rất là nhanh thôi. Để anh chị hiểu là các cái vận động hiện tại của thị trường nó là như thế nào. Cái đây sao nó dài dữ ta? Đợi một tí ha. Tự động xuống dòng đi. Không được. Ok. Ok rồi. Ok. Ok anh chị ha. Đó, thì cái này thì anh chị có thể chụp lại, chụp lưu ý lại được anh chị ha. Chụp lưu ý lại những cái biến động của thị trường trong tuần sau để em cô đọng lại để anh chị có thể lưu ý. Được rồi, đó thì đó là cái phần kết của cái video của em ngày hôm nay. Em thì vẫn cho rằng nha, em thì vẫn cho rằng tuần sau thị trường nó sẽ đi lên. Đó, em thì vẫn cho rằng là tuần sau thị trường đi lên với một số các yếu tố về cổ phiếu top 1 nó vẫn đang ok. Nhiều cổ phiếu bắt đầu cân bằng và liên thị trường nó đã tạo đáy và đi lên đó, thì nó giáo với anh chị là vùng này á, nó đã là một cái vùng thị trường nó đã điều chỉnh xong rồi, tức là đã điều chỉnh xong. Nhưng nói như vậy không phải để anh chị all in, không phải để anh chị full margin. Em thì vẫn đang 50% cổ phiếu, 50% tiền mặt thôi. Thì em cứ nắm 50% đó, chừng nào mà thị trường nó đi lên thì em bắt đầu là em sẽ đánh giá dòng dẫn và em sẽ all in vào những cái dòng dẫn dắt. À, thì cái đó là để khi thị trường đi lên thì mình sẽ đánh giá sau. À, thì em sẽ phân tích với anh chị như vậy. Nhưng mà em thì em đánh giá với anh chị là cái vùng hiện tại của thị trường đó, nó không có quá nhiều những cái dấu hiệu rủi ro. Và cái thứ hai là nhiều những cái cổ phiếu nó đã cho những cái tín hiệu bắt đầu tích cực rồi. Còn tích cực hẳn thì chắc chắn chưa rồi. Bởi vì anh chị luôn nè, nếu mà thị trường này á, mà nó chỉnh xong mà gọi là chỉnh xong mà mỹ mãn nha, thì HCM, CTG và KDH á, nó sẽ tiếp, nó tăng mạnh đến tiếp, tức là những cái cổ phiếu nó sẽ lên liền. Còn hiện tại thì em thấy ba cổ phiếu này là vẫn chưa đi lên, nên là hiện tại của thị trường nó vẫn đang trong một cái vùng lưỡng lự, và trong cái vùng lưỡng lự đó thì em thấy là có một số dấu hiệu tích cực rồi. Còn để mà gọi là xác nhận ok nha, thì ba con này phải có những con đi lên thì là ok được như vậy. Đó, nên là anh chị lúc là quan điểm của anh thì em vẫn đánh giá cái vùng này nó không tạo ra một cái điểm mà anh chị phải bán cầm full tiền, vẫn có thể nắm cổ phiếu được, vẫn ok, không phải gọi là bán đổ bán tháo mà gọi là thấy thị trường nó gom quá, vẫn tích cực với thị trường. Còn những cái biến động của thị trường như nào thì em sẽ đánh giá với anh chị sau. Còn nếu chị muốn tham gia về cái buổi học tối ngày mai, buổi tối thứ bảy cùng với hệ thống room khách hàng của em về cách đi vốn vào cái dòng dẫn sóng và tổng lực vào cái nhịp dòng dẫn sắp tới như nào thì có thể tham gia qua hai bạn gửi số điện thoại em cài dưới màn hình. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Cũng xin lỗi với anh chị một chút là ngày hôm nay thì giọng em nó hơi khàn cũng như có một số vấn đề sức khỏe nên là nói nó hơi vấp cũng như là nó hơi lấp bắp tí, nên là mong anh chị thông cảm cho em chị ha. Nhưng mà em nghĩ là những cái mà em chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay thì nó sẽ bù được cái phần đó. Hy vọng thì anh chị sẽ đón nhận. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay. Trước khi mà chị ra đi thì anh chị nhớ like, đăng ký kênh cho em một cái để em có động lực lớn hơn chia sẻ với những chị nhà đầu tư. Thứ hai nữa thì có thể để lại một cái lời bình luận để ủng hộ tinh thần của em. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay. Rồi chúc mọi người một cái tuần cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và sức khỏe, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video của em trong tuần sau của kênh Nguyên Đạt Official. Và xin chào cả nhà.